Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến giải pháp của Abivin. Trong video này, tôi xin giới thiệu giải pháp tối ưu kế hoạch lộ trình giúp bạn tối thiểu chi phí vận tải, đồng thời tối đa năng suất lao động. Để có được một kế hoạch lộ trình, bạn cần chuẩn bị theo các bước sau. 1. Cài đặt sơ đồ tổ chức. 2. Chuẩn bị các dữ liệu về sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và phương tiện. 3. Sử dụng thuật toán tối ưu của Abivin để thu được kế hoạch lộ trình tối ưu. Với hệ thống, bạn có thể mô phỏng tổ chức thực tế của bạn vào phần mềm để dễ dàng vận hành. Phần mềm Root cung cấp các tổ chức, phân cấp lần lượt theo nhà phân phối, nhà sản xuất, chi nhánh, kho. Bạn cần có ít nhất một kho và một chi nhánh để có được kế hoạch lộ trình. Bạn hãy chọn tổ chức để bắt đầu cài đặt. Nhà sản xuất là loại tổ chức mặc định, được tạo kèm với tài khoản. Chi nhánh là loại tổ chức tương ứng với phòng điều phối, thực hiện các công việc liên quan đến cài đặt và lên kế hoạch. Chi nhánh là cấp con của nhà sản xuất, có thể có nhiều chi nhánh. Kho là nơi chứa các tài nguyên để thực hiện vận chuyển như sản phẩm và phương tiện. Trong hệ thống, kho đồng thời quản lý cả đơn hàng, khách hàng. Kho là tổ chức con của chi nhánh, bạn cần cài đặt tọa độ cho kho hàng. Để quản lý các phương tiện của bạn, hãy chọn phần vận tải. Sau đó ấn biểu tượng dấu màu vàng và chọn tạo phương tiện. Bạn hãy nhập các thông tin cơ bản và thiết yếu của phương tiện, bao gồm tổ chức, mã phương tiện, biển số xe, tải trọng về khối lượng và thể tích, vận tốc. Sau đó lưu thông tin bằng cách chọn lưu. Tiếp theo, Abivin xin giới thiệu công cụ nhập tùy chỉnh. Bạn có thể tạo đồng thời sản phẩm, đơn hàng, khách hàng nhanh chóng chỉ thông qua một bước. Bạn hãy vào mục cài đặt và chọn công cụ nhập tùy chỉnh. Đầu tiên, bạn ấn vào biểu tượng dấu cộng, chọn nhập dữ liệu. Một pop-up sẽ hiện lên. Đây là nơi bạn tải lên file Excel đã chuẩn bị dữ liệu từ trước. Dữ liệu cần đầy đủ các thông tin tối thiểu của sản phẩm, khách hàng, đơn hàng. Bạn chọn kho tương ứng đang quản lý các tài nguyên này. Tại mục tên hồ sơ, bạn chọn tạo hồ sơ mới và đặt tên cho hồ sơ để tái sử dụng sau này. Tiếp theo, bạn cần chọn dòng chứa tiêu để trong file vừa tải lên. Sau đó ấn xác nhận và sang bước tiếp theo. Tại đây, bạn hãy chọn tương ứng cột trong file Excel của bạn và các trường yêu cầu của hệ thống. Với từng trường, sau khi chọn xong, bạn nhấn xác nhận ánh xạ và chuyển sang trường tiếp theo. Nếu bạn sử dụng file mẫu của chúng tôi, bạn cần chọn các trường gồm ngày đơn hàng, mã khách hàng, tên khách hàng, mã sản phẩm, số thùng, số lẻ, thể tích, khối lượng, vĩ độ và kinh độ. Thực hiện xong, bạn chọn tiếp theo để sang bước cuối cùng. Bạn có thể xem lại các dữ liệu bằng cách chọn đối tác, sản phẩm và đơn hàng. Với gói Basic, bạn có thể sử dụng chức năng Import kế hoạch lộ trình. Bạn vào mục Kế hoạch, chọn biểu tượng dấu cộng màu vàng rồi chọn Import kế hoạch lộ trình. Tiếp theo, bạn chọn chi nhánh muốn có lộ trình và chọn ngày chứa đơn hàng. Sau đó bạn tải lên file Excel chứa kế hoạch bạn muốn thực thi. Định dạng mẫu của file bạn có thể tải từ hệ thống. Cuối cùng chọn bắt đầu tải lên. Xin chúc mừng bạn đã có lộ trình kế hoạch đầu tiên. Để khám phá, bạn hãy nhấn vào biểu tượng con mắt để xem kế hoạch dưới dạng danh sách. Tại đây, bạn có thể xem chi tiết kế hoạch, chi tiết về xe, điểm giao, đơn hàng và sản phẩm. Bạn cũng có thể thực hiện di chuyển đơn hàng, xóa đơn hàng và xuất kế hoạch lộ trình dưới dạng file Excel. Như vậy, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách tạo lộ trình kế hoạch đầu tiên với gói Basic. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Abivin xin cảm ơn.